Và thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu lễ trao tặng ngay bây giờ. Và xin mời các vị khán giả, chúng ta hãy tạm ngưng sự thích thú và nồng nhiệt của mình lại một chút. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lễ trao tặng dành cho các đại sứ quảng bá của triển lãm năm nay. 자, 그럼 박찬필 씨와는 대한민국 산업통상자원부 박재영 부영정책관님께서 함께 해주시겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 선에 중도에서 천천 김노이 ông Park Jae-young, giám đốc phòng chính sách thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ ra sân khấu và trao tặng kỷ niệm chương. Và quý vị các bạn thân mến, hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và giám đốc phòng chính sách thương mại lên sân khấu. Thưa quý vị, đầu tiên sẽ là lễ trao tặng kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho diễn viên Kim Se-chong với sự đóng góp của những diễn viên cho sự kiện lần này. 감사합니다. 홍보대사 Kim Se-chong. 그녀는 2021년 하노이 한류만남의 홍보대사로서 한국과 베트남 경제문화의 공동력에 기여하였기 때문에 감사의 의지를 깊게 받아들입니다. 2020년 10월 27일 một lần nữa xin được chúc mừng nữ diễn viên Kim Se-chong.